và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Điện Biên Tây Bắc, Camera Văn Hoạt, Quang Hòa. Xin chúc khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Hoạt, Quang Hòa. Chúc quý vị và các bạn đang xem video vui vẻ. Kênh Điện Biên Tây Bắc là kênh chuyên quay các sự kiện như đám cưới, mừng tân gia, mừng thọ và một số sự kiện khác trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim, chụp hình để lưu giữ làm kỷ niệm hãy liên hệ với Camera Văn Hoạt, Quang Hòa qua số điện thoại 0367 115 394 hoặc 0366 067 231. Xin chân thành cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Điện Biên Tây Bắc, Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Xin chúc khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Chúc quý vị và các bạn đang xem video vui vẻ. Kênh Điện Biên Tây Bắc là kênh chuyên quay các sự kiện như đám cưới, mừng tân gia, mừng thọ và một số sự kiện khác trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp hình để lưu giữ làm kỷ niệm, hãy liên hệ với Camera Văn Hoàn, Quang Hòa qua số điện thoại 0367 115 394 hoặc 0366 067 231. Xin chân thành cảm ơn quý khách.
của những cánh cửa ngày hôm nay, ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu chú rể anh Đức, cao to phong độ đẹp trai dạng người lịch lãm trong bộ vest cưới sang trọng, cô dâu ngọc mai xinh đẹp thể hiện nhất là lúc lên dạng người trong bộ váy trắng tinh khôi, xin được nắm chặt tay nhau nở một nụ cười thật hạnh phúc. Cúi chào cảm ơn tới ba thể quý vị xin mời ạ. Và được quý vị nghe quý thân mến, ngày hôm nay ngày vui trọng đại trong cuộc đời của anh Đức Ngọc Mai. Hai em có được ngày hôm nay đó chính là nhờ công ơn sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục của những người làm cha làm mẹ, để ngày hôm nay hai em chính thức có được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và gia đình. Và tình yêu đó sẽ thật trọn vẹn khi ngay sau đây sẽ là sự hiện diện của những đứa sinh thành, những người làm cha làm mẹ của anh Đức Ngọc Mai sẽ hiện diện ra mắt để cảm ơn tới toàn thể quý vị. Thì ngay sau đây, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời về phía gia đình họ nhà trai, xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông bà Hưng Quyên là sông con phụ mẫu của chú rể anh Đức. Về phía đại gia đình họ nhà gái, xin được trân trọng giới thiệu ông bà Đông Hưng là sông con phụ mẫu của cô dâu Ngọc Mai xinh đẹp. Và xin mời các bà hãy cùng nắm chặt tay nhau, nở những nụ cười thật tươi để cùng bước lên sân khấu hiện diện ra mắt cả bên tới toàn thể khán giả ngày hôm nay. Xin mời, được mời chú đại đức cô dâu Ngọc Mai cũng như đại diện hai bên gia đình hãy cùng cúi chào thay lời cảm ơn tới toàn thể quý vị ngày hôm nay. Xin mời, hãy thân mật với nhau đi ạ. Và kính thưa toàn thể quý vị, giây phút trọng đại nhất chính là giây phút mà cô dâu và chú rể của chúng ta thề non hẹn biển bằng một cặp nhẫn yêu thương để chính thức kết tình phu thê. Và ngay sau đây xin mời hai em hãy cùng bỏ ra cặp nhẫn yêu thương của mình để chính thức được kết tình phu thê. Và kính thưa toàn thể quý vị, ban tổ chức tôi xin được trịnh trọng tuyên bố giờ đẹp nhất của bao bạn 6.000 ngày chuông đồng hồ đã điểm đại lý tình hôn của anh Đức sánh viên cùng Ngọc Mai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
che chở, che chở, chứng kiến con cái mình lớn khôn, thành gia, lập thất. Và ngày hôm nay, trong ngày chung chung của đại gia đình, những món quà của những người làm cha làm mẹ, đó chính là những lời chúc đẹp nhất dành tặng. Chúc mừng cho các con thân yêu. Tiếp theo ngay sau đây, xin được trân trọng giới thiệu món quà kỷ niệm của chị Thái của chú rể anh Đức. Che chở lên sân khấu ngày trong ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời. Thank you.
Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Điện Biên Tây Bắc, Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Xin chúc khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Chúc quý vị và các bạn đang xem video vui vẻ. Kênh Điện Biên Tây Bắc là kênh chuyên quay các sự kiện như đám cưới, mừng tân gia, mừng thọ và một số sự kiện khác trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp hình để lưu giữ làm kỷ niệm hãy liên hệ với Camera Văn Hoàn, Quang Hòa qua số điện thoại 0367 115 394 hoặc 0366 067 231. Xin chân thành cảm ơn quý khách.